Này. Dạ. Ông bà bố tôi đâu? Ông bà chủ ra ngoài có việc rồi ạ. Ừ. Ê, quả này thì mấy ông bạn trên Face tha hồ mà nhảy vào comment. Này anh kia, anh đứng lại. Sao? Anh chụp ảnh tôi đấy à? À, bọn bạn nó thích chụp ảnh sexy bên bếp. Thì tôi chụp ảnh một con mèo nhem nhuốc bên bếp. À, mà cô cứ thích tự nhận là mình ý, thì tùy. Trong căn bếp này, chỉ có mình tôi và anh. Anh nói vậy là có ý gì? À ha, tổn thương ghê gớm nhỉ. Này cô em, anh không có nhã ý, mà cô em ý cũng không đáng để anh đây phải trêu chọc. Đừng có mơ. Xin lỗi anh, tôi đến đây để kiếm tiền và cũng là để học việc. Tôi không có ý mơ mộng, xin anh cũng đừng hiểu lầm. Kinh kinh, ô xin mà cũng lý luận đâu ra đấy nhỉ. Này cô em, anh bắt đầu hứng thú với cô em rồi đấy. Anh à, cổ dám. Thứ nhất, tôi không nhận tiền công của anh, thế nên anh không phải là chủ của tôi. Thứ hai, tôi đề nghị anh xóa ngay bức ảnh anh vừa chụp đi. Mang người khác ra làm trò đùa là hành động vô văn hóa đấy. Hay, có thi chữ đấy. Mày thích gì? Anh dám. Dù sao ấy, cô em cũng chỉ là một con làm thuê. Làm anh... thuê mà thôi. Lại còn rất thích cơ à? Công nhận là cái môn làm bánh này khó thật đấy anh ạ. Lại còn vất vả nữa. Nhưng mà cái cảm giác mỗi khi nhìn chiếc bánh mình làm ra cũng là lạ. Thích lắm anh ạ. Thế có thấy vất vả hơn làm nông không? Nếu vất vả quá thì về nhà đi. Ở trên đấy làm gì? Dù sao cuộc sống ở thành phố có nhiều cái khác biệt lắm. Thì cũng có cái khác, nhưng mà không sao đâu anh ạ, em cũng quen rồi. Thế em đang làm gì đấy? Giờ này em đang làm gì á? Em đang nghỉ ngơi thôi ạ. Theo bà chủ. Không, ông bà chủ tốt lắm ạ. Khoảng tầm 7 giờ là cho nghỉ rồi. Có thật không? Thật mà. Anh không tin hôm nào anh lên thành phố ghé qua chơi thì biết. Mà này, em định Tết mới về thật đấy à? Lâu thế thì nhớ... Sao? Anh nhớ em á? À không, anh chỉ nói là bố mẹ em nhớ em lắm đấy. Kìa, Phương. Alo. Vừa làm việc, vừa nghe điện thoại. Thế làm sao mà sạch được? Phương ơi, em đang nói chuyện với ai đấy? Anh kiểm tra xem có chỗ nào chưa sạch. Cô nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ mà. Tôi chẳng thấy gì cả. Nhìn vào. Chỉ là con kiến thôi mà. Đúng, một con kiến. Một con kiến sẽ kéo theo cả một đàn kiến. Và nó sẽ tấn công bột đường bánh của nhà tôi. Anh có nhất thiết phải suy diễn như thế không? Không, tôi không suy diễn. Mà tôi cảnh báo cho cô biết, là đã làm ý, là phải làm cho tử tế, cho đàng hoàng, cho có trách nhiệm. Ngửa tay cầm đồng tiền của người khác ý, mà không làm cho xong ý, là không được đâu. Này, anh đã thấy tôi vô trách nhiệm bao giờ chưa? Rồi, vừa xong. Tai thì nghe điện thoại, tay thì di di cái rẻ mãi nửa tiếng chả xong. Này, cô làm việc kiểu đấy à? Tôi làm thế nào là quyền của tôi. Miễn sao sạch là được chứ gì. À, sạch. Nhưng không có nghĩa là được câu giờ. Nhà tôi trả tiền cho cô, không phải để cô lau mãi cái sàn này đâu. Anh đúng là... Là gì? Là hung thần của cô. Bắt đầu từ khi cô dám bật tôi đấy. Cô hiểu chưa?